Thói quen nghèo hèn mà cứ H-O-A-N-G tưởng mình giàu có và sung sướng, người đời cứ tưởng cứ tỏ ra mình có tiền nghĩa là mình được xem là người có tiền và được người khác trọng dụng. Thế nhưng họ đâu biết rằng sự hoang tưởng đó càng khiến họ nghèo đi mỗi ngày. Thế nên mới có chuyện ngày xưa có những chàng công tử tiêu tiền như giáp diễn viên nổi tiếng được người người săn đón nhưng về già lại sống trong cảnh cơ hàn. Chẳng có gì khó hiểu khi mà thói quen nghèo hèn do chính họ tạo ra nhưng lại không đủ trí tuệ để nhận ra chúng và sớm thay đổi nên về già hối hận cũng đã quá muộn rồi. 1. Thói quen xa xỉ. Ngày nay, với những ảnh xa hoa cùng những chuyến đi du lịch, mua sắm được mọi người chia sẻ lan tràn trên mạng xã hội đã và đang tạo ra lối sống đua đòi cho một thế hệ trẻ sống không mục đích. Thậm chí tình trạng này đã tới mức báo động khi mà việc tìm Sugar daddy và Sugar baby công khai ngày càng rầm rộ. Trên mạng để thỏa mãn sở thích có tiền mua sắm hay phục vụ lối sống thượng lưu ngay lập tức cho các cô nàng trẻ tuổi. Họ muốn hưởng thụ quá sớm mà quên rằng việc này chỉ làm thui chột đi tài năng, năng lực của giới trẻ khi họ thiếu đi sự nỗ lực, cố gắng, thay vào đó họ muốn có tiền nhanh, có được cuộc sống xa xỉ như mơ ước trong thời gian ngắn. Thực tế đã cho thấy biết bao nhiêu đời này rất nhiều gia đình từng vô cùng giàu có cũng lâm vào hoàn cảnh suy bại cũng bởi họ đã dưỡng thành thói quen sống xa xỉ thì huống gì những người cũng chỉ ở mức tầng lớp trung lưu đã vội chạy theo lối sống này. Biết đủ là giàu có tự nhiên, người xa xỉ sẽ tạo nên đói nghèo. Đó là chưa kể đến thói quen xấu này còn có thể lây lan sau khi trở thành tấm gương xấu cho con cháu. Đó cũng chính là dấu hiệu báo trước đạo đức, tài vận gia đình bắt đầu xa sút Việc này chẳng cần đi xem bói ta cũng hoàn toàn có thể dự đoán trước được. Về cơ bản, Thói xa hoa chỉ là thói quen của những kẻ nghèo vì thực ra có những hàng xóm là tỷ phú nhưng có thể chính bạn không hề hay biết. Những người thật sự giàu có thường không mặc những bộ đồ đắt tiền nhất và khoe mẽ chúng cho bạn biết. Những ai giàu có thực sự luôn thực hành tiết kiệm, luôn nhắc nhở con cái học về cách sử dụng tiền, có như vậy tài sản mới giữ được dài lâu. Thực ra, việc mua sắm theo những lời quảng cáo chỉ phản ánh lối tư duy có phần hạn hẹp và dễ chạy theo xu hướng. Trong khi đó, tư duy của người giàu hoàn toàn khác, họ rất thông minh về tiền bạc. Từng đồng tiền họ làm ra phải đẻ ra tiền, do đó, họ hiếm khi lãng phí cho những khoản tiền để mua những chiếc xe hào nhoáng nhất hay những mẫu túi mới nhất. Họ khác hầu hết chúng ta ở lối tư duy về tiền bạc chứ không hẳn là số tiền mà họ sở hữu. Ví như một người trúng vé số cũng có thể coi là người có tiền. Tuy nhiên, theo thống kê ở Mỹ 70% người trúng xổ số, số đã phá sản chỉ sau vài năm, nguyên nhân là do sự thiếu nhạy bén về tài chính. Hai, hay mắc nợ hãy để ý tới những người bạn hay mắc nợ xung quanh bạn. Họ là biểu hiện của việc mua sắm mất kiểm soát nên họ đâu chỉ vay mượn mỗi mình bạn, có khi ai cũng có thể là chủ nợ của những người này. Thậm chí, có những người còn không có ý định trả nợ dù đã bị đòi 5 lần 7 lượt. Những người này dần dần đánh mất niềm tin với mọi người, họ bán rẻ chữ tín của mình thì sao làm ăn nổi nói gì đến chuyện giàu có không biết cách sử dụng tiền hợp lý lại cộng thêm những vấn đề liên quan tới nợ nần khiến họ luôn bị điên đầu không thể tư duy sáng suốt được thì rất khó làm ăn, kinh doanh. Nợ nần là chứng ngại lớn nếu muốn giàu có, doanh nhân người Mỹ David Rams khuyên. Doanh nhân người Mỹ David Ramsey cho biết người giàu sẽ tránh xa nợ nần. Nếu họ muốn một thứ gì đó không đủ tiền mua thì họ sẽ tiết kiệm dần để tích đủ tiền trả, thay vì dùng thẻ ghi nợ hoặc mua trả góp. Nếu vẫn đang vay mượn rồi phải quay sang trả nợ thì bạn vẫn mãi không thể thoát nghèo. Đơn giản là vòng quay đó khiến bạn chẳng thể tiết kiệm được đồng nào. Do đó, chịu khó sống đơn giản hơn, sống dưới mức thu nhập mình kiếm được và cố gắng tiết kiệm để bảo vệ tương lai. Mắc nợ là sai lầm trong chi tiêu tai hại nhất nhiều người mắc phải, thế nhưng chẳng ai nhận ra. Thực tế, những người giàu có chỉ tiêu tiền cho những hạng mục được xem là tài sản thay vì tiêu sản như chúng ta. Ví dụ như việc vay mua ô tô, vay mua nhà và các khái niệm tương đương không nằm trong từ điển của họ. Họ chỉ thực hiện việc này khi ô tô hay nhà cửa có thể mang lại lợi nhuận nhiều hơn cho họ so với lãi ngân hàng. 3. Ưa sự nhàn nhã. Dù bạn có học rộng biết nhiều, có những ý tưởng hay ho thú vị đấy nhưng đến khi hành động bạn lại ngại, lại lười hoặc nếu có làm rồi gặp đôi ba lần thất bại bạn đã nản chí. Nếu còn ưa sự nhàn nhã thì bạn chỉ ngồi đó mà ước mơ thì cũng chẳng có ý nghĩa gì buồn cười là có những kẻ lười nhìn thấy người khác làm ngày làm đêm lại dè bỉu rằng làm thế mà chết à thực ra chăm chỉ có thiếu ăn thiếu ngủ nhưng còn lâu mới chết vì thời điểm khiến bạn thực sự bận tới mức đấy không quá nhiều bạn vẫn có thời gian để nghỉ ngơi cân bằng lại chỉ có điều nếu bạn cứ kiếm cớ để thoái lưu thì bạn mãi nghèo không ít người trẻ sức dài vai rộng cứ luôn miệng lên mạng xã hội hô hào quyết tâm lúc nào cũng nói là phải học nhưng cứ hễ cầm sách lên là ngủ gục lúc nào không hay ưa an nhàn nên sau bao nhiêu năm, kiến thức chẳng những không nâng cao lên chút nào mà còn rước vào thân biết bao thói xấu. Dần dần thành một kẻ vừa lười biếng vừa ham chơi, không có ý chí. Đó là chưa kể bạn sống hưởng thụ qua lâu không muốn phát triển bản thân, làm cho gia đình dần đi về hướng lụi bại. Tuy nhiên, đời người giống như lội ngược dòng, không tiến thì lùi, người tham hưởng thụ sự an nhàn ắt sẽ đặt bản thân vào trong thế thụt lùi. Người có trí tuệ đều hiểu được rằng sống trong yên ổn thì phải nghĩ đến lúc nguy nan. Nếu đắm mình trong cuộc sống nhàn nhã thời gian lâu, khi khó khăn ập đến sẽ không thể đối mặt với sự vô thường của cuộc đời. Tâm ưa sự an nhàn là điều dễ hiểu nhưng cũng cần trí tuệ để biết rằng chỉ thông qua sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân, bạn mới có thể tìm được lối thoát. Chỉ trong quá trình nỗ lực vươn lên không ngừng đó, con người mới có thể kiềm chế dục vọng và biết đủ. Làm được vậy, một người mới có thể đón nhận được hạnh phúc. 4. Thói quen cậy quyền khi đi tìm câu trả lời cho câu hỏi phước đức có bị hết hay không ta đã nhận ra rằng đáng sợ nhất là hưởng hết phước báo mà không tạo ra phước mới. Và khi ta có thói quen cậy quyền cậy chức để bắt người khác phải cung phụng nghĩa là ta đang sử dụng phước đức của mình rất nhiều rồi đấy. Trong cuộc sống, có không ít người có chút chức quyền, vị trí hơn người đã vội hà hê, đàn áp người khác, họ đâu biết rằng cuộc sống lên bổng xuống trầm, đâu phải khi nào cũng giữ được cái ghế đó. Đừng để đến ngày họ rơi vào khó khăn thì người ta đối xử lại với họ đúng bằng cách họ từng đối xử với người khác, lúc đó có ân hận cũng chẳng ích gì. Vì thế, người với người hãy thể hiện sự bao dung hay sự thông cảm cần thiết. Cái tình đôi khi còn đáng trân trọng hơn cả tiền bạc. Đừng cho rằng đồng tiền là vạn năng, có tiền là muốn sao làm vậy, kỳ thực chẳng khác nào trưởng giả học làm sang. Người đời cũng chỉ tôn trọng những người có phẩm hạnh, sống khiêm nhường và tử tế. 5. Thiếu độc lập. Dù bạn thông minh Nhanh trí hay học hành giỏi giang đấy nhưng khi bạn quá nhờ dựa vào người thân thì chính bạn đã tự cắt đi đôi cánh của mình lúc nào không hay. Cha mẹ bạn có thể giàu nhưng khi bạn thiếu độc lập cũng có nghĩa là thiếu đi trí tuệ thì chẳng có gì đảm bảo rằng việc bạn tiếp tục là người giàu hay không cả. Thói quen nghèo hành khi nhờ hết người này vào người khác rồi để mặc họ dẫn dắt cuộc đời của bạn thì quả là phí phạm năng lực của chính mình. Cuối cùng bạn vẫn phải tự đi trên đôi chân của mình để có được kinh nghiệm, tri thức vì đó là những thứ bạn chẳng thể mượn được của bất cứ ai cả. Vì thế, hãy tự cầu mình mới được hưởng phúc. Tỷ phú Sergei Zolakia tại Ấn Độ có khối tài sản khổng lồ từ tập đoàn Kim Cương, sẵn sàng tặng nhà và siêu xe cho các nhân viên hàng năm để khen thưởng nhưng luôn đẩy các con mình ra đường với một số tiền nhỏ nhoi và bắt họ phải học cách tự lập. Theo ông, đây là cách để những đứa con không ăn bám vào cha mẹ tỷ phú của mình. Trong khi đó, Steve Seabold, tỷ phú nổi tiếng với việc lập nghiệp từ tay trắng luôn dạy các con phải lấy mục tiêu độc lập tài chính làm kim chỉ nam của cuộc đời. Ông dạy các con, con có thể phải hy sinh thời gian, giấc ngủ của mình để xây dựng nên những điều vĩ đại. Khi bạn bè đi ngủ thì con sẽ phải làm việc. Trên đời này, không có thành công nào là miễn phí cả. Nếu xa đà vào các trò giải trí, cả đời con sẽ phải vật lộn về tài chính. Nếu giàu có, con sẽ không bao giờ phải vừa ngủ vừa giật mình lo lắng về tiền bạc. Hãy tỉnh táo để biết rằng muốn trở nên thành công, giàu có trước tiên bạn phải học cách sống tự lập. Chính sự tự lập sẽ giúp bạn bản lĩnh, trách nhiệm và tự tin hơn trong mỗi quyết định của chính bản thân và cuộc đời của mình. 6. Lãng phí thời gian chúng ta thường kêu than rằng tại sao tôi mãi không giàu mà không nhận ra thói quen nghèo hèn mà ít ai nhận ra đó là lãng phí thời gian. Ví dụ kết thúc công việc về nhà là bạn ăn uống, dọn dẹp và làm mọi thứ xong cũng tới nửa đêm rồi lên giường đi ngủ, mai lại đi làm và lặp lại những việc trên thì lấy đâu thời gian để học hỏi, phát triển bản thân. Ta cứ tưởng những việc mình đang làm là thiết yếu mà không nhận ra rằng đang lãng phí thời gian quý báu của đời người. Đó là chưa kể những người hay thích giết thời gian để nói đến khoảng thời gian rảnh rỗi, không có gì để làm của mình. Ngược lại những người giàu có thành công, thời gian của họ bằng được trả bằng tiền thì người nghèo lại hoàn toàn lãng phí nó cho những việc vô bổ. Vì ta chẳng biết cuộc sống nên tập trung vào điều gì nên cứ vứt vàng bạc qua cửa sổ vì thời gian là vàng bạc thì lãng phí nó cũng chính là lãng phí vàng bạc đấy thôi. Những người giàu có không bao giờ lãng phí thời gian, thậm chí họ quản lý thời gian của mình một cách nghiêm ngặt, chặt chẽ. Đây chính là sự khác biệt tạo nên sự phân cấp giữa người giàu kẻ nghèo cụ thể nhất. Nói chung, số tiền bạn đang sở hữu không nói lên được điều gì cả, bạn sẽ nghèo hèn hay giàu có hay không nằm ở lối tư duy của bạn. Nếu trong đầu chỉ toàn là những ý niệm lười biếng, đố kỵ, đổ lỗi, kiêu ngạo, chỉ hoãn, thì cho dù được sở hữu bao nhiêu tài sản hay mối quan hệ tốt cũng sẽ tự dưng bay biến hết cả.